Chào anh chị, hôm nay em giới thiệu cho anh chị một số các mặt dây, mặt lắc tay nhé, thấy anh tóc vàng. Đặc biệt là video này em gửi đến cho anh Lâm. Thì trao đổi với anh Lâm thì anh đang cần một cái lắc tay, mặt dây lắc tay để gắn vào cái lắc tay nhé. Thì ý tưởng của anh là như thế, thì em sẽ chọn một số mặt phù hợp cho anh để anh cân đối tham khảo nhé. Đây trên tay em đây một mặt rất là đẹp, thấy anh tóc vàng. Dài tóc vàng rất là sáng này, đó, chất đá rất trong này, đó. Đây, anh thiết kế của anh chị, anh có thể thấy, anh chị có thể thấy này, thiết kế sẽ là như này, để mặt mặt đây là mặt chính nhé, thì chúng ta sẽ cố định hai cái đầu này vào, đó, hai cái đầu này chụp hai đầu này vào để làm một cái vòng vòng đá hoặc là vòng dây dây dù đều được, dây da đều được nhé, đấy, để là kết nối cái vòng đá này vào thành một cái lắc tay, mặt dây, đó, mặt này cũng rất là đẹp này. Nó rất là cân đối. Đấy, anh chị có thể anh chị cố định hai đầu này vào, chủ yếu khoe cái mặt đá này chính rất là đẹp, nó giải tóc rất là sáng. Mặt này thì bên em giao ra giá 8 triệu 6 nhé, giá 8 triệu 6 này. Đó. Anh chị yêu thích mặt này thì báo em nhé, giá 8 triệu 6. Tiếp theo cũng là mặt rất là tuyệt vời, giới thiệu cho anh chị này, một mặt rất là sáng trong. Thì mặt này thì con cũng thể anh chị có thể nghiên cứu là mặt dây được nhé, mà dây nam nữ đều đeo được nhé. Anh chị có thể làm một cái viền vàng bao quanh này, làm cái viền vàng bao quanh này, đó, chủ yếu khoe mặt đá này là chính, rất là sáng này. Và anh chị có thể làm lắc tay nhé, đó, ý tưởng lắc tay thì bọn em sẽ tư vấn thêm cho anh chị, đó, một viên đá vô cùng sáng này, tóc vàng này. Thì những viên như này thì phù hợp những người mệnh kim và mệnh thổ nhé, đó, màu vàng. Rất tuyệt vời. Đó, anh chị yêu thích cái viên đá này thì bọn em sẽ tư vấn cho anh chị nhé. Tiếp theo cũng là mặt vô cùng tuyệt vời luôn. Anh chị có thể thấy này. Đây là giải giải tóc ba mía nhé. Đây là cái chân chân tóc của nó. Nó sẽ có ba hướng. Đây, hướng dọc này, hướng ngang, hai bên này, rất là hay. Rất đá vô cùng tuyệt vời. Đây anh chị có thể nghiên cứu làm mặt dây nhé. Đó. Mặt dây rất sáng, độc đáo này. Họ cũng có thể là lắc tay theo yêu cầu của anh Lâm đấy. Cũng được, rất tuyệt vời luôn. Mặt mặt rộng này, đá này, chúng ta có thể cố định, một là chúng ta có thể làm viền bao quanh nhé, thứ hai là chúng ta có thể làm cố định hai cái đầu này thôi, chủ yếu khoe mặt đá ở giữa là chính. Đấy. Đây vấn đề thiết kế thì bên em tay em sẽ tư vấn thêm cho anh chị nhé. Một viên đá tuyệt vời này, rất trong và sáng, độ tinh khiết cao, giải tóc bã mía rất là tuyệt vời. Mặt này thì bên em giao giá giá là 12 triệu nhé, giá 12 triệu cho mặt này. Anh chị ưng ý mà có ý tưởng cho cái mặt này thì cứ báo cho bên em nhé, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị nhé, giá 12 triệu. Tiếp theo em giới thiệu cho anh chị một mặt dây thấy anh tóc vàng cực phẩm luôn. Đó, hình dáng như hạt thóc luôn. Đó, vô cùng ý nghĩa, sâu sắc. Hạt thóc nhé. Thì mặt này thì đây trên đây anh chị có thể nghiên cứu mẫu, có thể là mặt dây cho nữ nam nữ đều đeo được nhé, hoặc là theo yêu cầu của anh Lâm đấy cũng là mặt dây thì nhé, có thể cố định hai đầu vào, rất là tuyệt vời, chất đá trong sáng tuyệt vời, độ tinh khiết cao, giải tóc đồng trục luôn, nó dọc theo cái thân của cái viên đá luôn, rất là đẹp, rất là sáng này. Mặt này thì bên em giao ra giá là 17 triệu 300 nhé. Giá là 17 triệu 300 cho mặt đá này. Vô cùng đẳng cấp luôn. Anh chị yêu thích cái phong cách gọn gàng như này, chất đá như này, có thể sử dụng viên đá này nhé. Giá 17 triệu 300. Tiếp theo giới thiệu thêm cho anh chị một số các kiểu dáng khác để anh chị có thể tham khảo nhé. Thì đây là một cái dạng kiểu cái lưu thống này, đục lỗ ở giữa này, thì anh chị có thể luồn một cái dây dù vào đây, xuyên qua đá luôn, để anh chị đeo vào cổ tay nhé, cũng rất là hay, vô cùng độc đáo, chất đá thành tóc vàng này, cũng là khá là rất là trong, sáng này. Đó. Đấy, anh chị có thể đeo vào cái cổ tay như này. Đó, anh chị yêu thích cái kiểu dáng như này, quá em bên em nhé. Tiếp theo cũng là một hình rất là hay, rất là đẹp này. Cái này là hình trụ tròn nhé anh chị ạ. Đó.
anh chị có thể cân nhắc là có thể làm một cái mặt dây, có thể cố định một đầu vào, chụp một đầu vào để đeo nhé, rất là hay. Hoặc là theo có thể lắp hai đầu và cố định để được gắn vào lắc tay, rất là hay. Chất đá trụ tròn rất trong anh chị này, tóc vàng thì tuy mảnh nhưng mà rất là sáng, đá trong luôn, trụ tròn tròn xe luôn, tóc vàng sáng trong. Anh chị thích mặt đá này thì báo em nhé, trụ tròn luôn. Đó. Rất có nhiều các mục đích sử dụng cho một cái viên đá này, đó, mặt đá này. Thì anh chị có ý tưởng gì hay thì báo em lên nhé. Tiếp theo cũng là một mặt đá vô cùng độc đáo, cũng giới thiệu cho anh chị nhé. Đó. Cái viên này thì cũng kiểu dáng hạt thóc này, đó. Chất đá tóc vàng, cái chất đá rất là trong này, đấy, tóc vàng rất là sáng. Mặt cái size cũng khá là ok, lớn, mặt đá lớn đấy. Anh chị có thể cố định hai cái đầu này vào, cố định hai đầu này vào để làm cái hình cái lắc tay nhé. Hoặc là anh chị có thể bịt một đầu vào, bịt một đầu, hoặc là viền bao quanh, bịt một đầu rồi hoặc là viền bao quanh cái giải này nhé, để làm mặt dây đều được nhé. Đó, rất là hay, rất nhiều ý tưởng độc đáo trên viên đá này, chất đá này thì hoàn toàn nhé. Cái mặt này thì giá cũng vô cùng dễ chịu thôi, giá chỉ là 4.340.000 thôi. Đó, chị nghĩ mặt đá này báo em nhé, chị xem tổng cảm cho em.